À, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang ở thôn Trung Trải, xã Y Tý của huyện Bát Sát. Thì do nhiệt độ xuống thấp thì hiện tại trên địa bàn một số thôn trên xã Y Tý đã xuất hiện băng giá trên diện rộng. Ở đây thì hiện tại ở các cây ở khu vực thôn Trung Trải đã có tuyết phủ hầu hết. Quay sang này để phỏng vấn đã rồi. Đứng lên chụp ảnh. À ơi. Dạ. Cái tuyết ở đây, cái băng ở đây thì xuất hiện từ từ khi nào? Cái băng này xuất hiện từ bắt đầu từ tối hôm qua. Tối hôm qua là lạnh. Còn 12 giờ hôm qua là rất là lạnh luôn, xong là giảm xuống. Hôm nay thì nó băng cho sáng. Ở đây thì ngoài cái thôn Trung Trải này ra thì có những cái thôn nào có băng tuyết băng giá đây? Có nhiều lắm, nhưng chung như hôm nay và ngày mai thì em nghĩ chắc là từ Ngải Thầu và từ chú Trong Trải và Ngải Thầu và nhiều cụ xa cái kiểu hình như là chú nào cũng có. À, chỗ nào cũng có. Vâng. Nếu mà bình thường có băng ở đây thì cái phương án mà gọi là để đảm bảo cho người cái trồng vật nuôi ở đây thì mọi người dân ở đây làm gì? Ui khổ lắm. Nhưng mà có băng thế này, một là mình phải chăm sóc trâu bò rất là tốt này, nhưng mà chăm sóc không tốt nó bị chết luôn. Chết mà, nhưng mà trâu bò trên này chết thì một tuần nó cũng không thối đâu, cũng ăn được bình thường, nhưng như năm nay thì chắc là trâu bò cũng mất rất là nhiều đấy. À. Ở đây rất là nhiều băng đúng không? Vâng, cây là kín luôn. Cái kiểu này nó kín luôn. Và thứ hai nữa là đống ma thế này khách du lịch thích lắm, nhưng người dân thì khổ lắm. À. Anh xem anh đi lùi đi, sau đây xuống lại để em dẫn thêm vài địa điểm nữa nhé. Nói là không chỉ ở đây, cứ quay. Được. Cái này có thiếu hai nhiêu thì không được. Cái đầu thì chắc cháo vào tí. Rồi chắc cháo kia. Ôi mày mờ thế. Quá mờ luôn. Để em dẫn nhá. À, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà có băng giá ở trên địa bàn xã Y Tý thì chắc chắn sẽ có một số du khách sẽ lên đến với xã Y Tý. Tuy nhiên thì hiện tại trên địa bàn xã Y Tý thì sẽ có hai hướng, ba tuyến đường mà du khách có thể lựa chọn lên. Nhưng mà tuyến đường thứ nhất lên là đó là tuyến đường đi qua sân bay sẽ thuận lợi nhất cho người dân và đặc biệt là du khách đến đây. Khi mà đến với xã Y Tý. Hôm nay không có tiền bút kem rồi. Không biết là nó có chạy được không. Lạnh quá. Đứng đây đẹp này. Đứng đây này. Alo. Alo. Cái túi này đâu? Có lên không em ơi? Ờ ok. Quay đi. À ở đây gọi là núi gì? Gọi là đồi gì? Đây là đồi sân bay. Sân bay. Hiện tại thì ở trên đồi sân bay
hầu hết những cây xanh ở đây thì đã được phủ một màu trắng của băng giá. Xin chào các bạn, hôm nay mình đã là đi một chuyến thủ công rồi, mình sẽ dẫn các bạn đi xem băng tuyết đây này. Nhưng ngày hôm nay mình đi nó rất là đẹp, mà thời tiết nó rất là xấu vì mình đi về ban ngày nó cũng được rồi. Còn ngày hôm nay mình đi là băng tuyết trên này rất là nhiều luôn. Đây chung là nó rất là lạnh luôn các bạn ơi. Thời sự ở trên này nó quá lạnh, mà băng tuyết từ hôm qua đến nay là nó rất là nhiều. Còn kia ông kia nó trên lạnh, nó không có cái gì cả. Còn từ hôm qua và hôm nay thì ý tí mà nó sẽ xuất hiện được cái băng tuyết là tỉnh lạnh luôn. Đấy, cho nên là các bạn có thể lên trên này chơi mà trong vào ngày mai. Thì thứ hai nữa thì hay như là càng lạnh hơn thì băng tuyết khả năng còn dày hơn. Nói chung tình trạng càng dày hơn thì những bà con nó sẽ gặp khó khăn hơn và vất vả hơn. Đấy, cho nên các bạn phải nhớ một điều. Những người khách du lịch đi chơi nó là một ngày hạnh phúc nhất vì trong một năm có một lần băng tuyết. Có những người dân tộc một năm nó sẽ khó khăn nhất trong một năm mà có băng tuyết là chết rất là nhiều bò, lợn, các kiểu. Cho nên là rất là khó khăn nhé các bạn nhé. Các bạn có thể lên đây khám phá một số điểm ở ý tí nào. Lịnh quá. Thưa quý vị và các bạn thì theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn ở Lào Cai ấy, thì thời tiết ở Lào Cai tiếp tục sẽ xuống thấp, trong đấy thì có ý tí thì dự báo là đến ngày thứ hai sẽ xuống, có thể là nhiệt độ xuống đến âm độ. Chính vì vậy thì ở đây thì đang xuất hiện ngày một nhiều hơn những cái điểm mà xuất hiện băng giá ở đây. Sao lại lạnh thế này? Tiếp sau này về thị chợ mua rau ăn sáng xong ăn sáng xong có lại lên chơi chút đủ chưa chưa em phải làm đến lâu. Cái sai được còn phải chụp cho một kiểu ấy. Em đứng đây anh chụp cái đây hết lên đẹp thì chụp cái cánh tay đấy này. Sau đây kể cả lên đây xong ấy hết đây này cháu chụp được đứng nhé anh cháu đứng nhé đứng nhé rất nhiều quá. Lạnh quá các bạn ạ. Rất đẹp.
Ôi chết mẹ rồi, hết mẹ pin luôn. Từ từ, anh cứ quay ở đấy đi, xong sang đây để em phỏng vấn. À, bây giờ nhá, bây giờ đứng ra đây. Đứng ra đây. Lấy chung hai người nhá, anh nhá, thì lấy chung hai người. Bây giờ nhá, em sẽ hỏi là hiện tại thì bằng tuyết đang xuất hiện ở Sapa, à, ở Ý Tí trong cái đấy thì dự báo thì ngày mai sẽ nhiệt độ xuống và sẽ tiếp tục xuất hiện bão. Thì ở đây rất là một trong những hộ gia đình mà làm du lịch cộng đồng thì mình đã có những chuẩn bị như thế nào để đón khách ở đây? Hay là phải nói thế nào? Thì anh nói là bây giờ thực ra ở xã Ý Tí bây giờ có rất là nhiều điểm không tây có thể đảm bảo đầy đủ các tiện nghi như về ăn ngủ ở cho người khách đến đây. Tất cả du khách đến đây thì chúng tôi sẽ đảm bảo là sẽ được hướng dẫn đi các điểm du lịch hay là đi như lạc thần của đấy để khám phá băng tuyết hay gì thế đấy nhé. Rồi đứng đây. Rồi hỏi nhá. Rồi đây. Xin chào các bạn, hiện tại thì tôi đang đứng cùng A Hờ, một trong những cái chủ homestay ở xã Ý Tí. A Hờ ấy, thế nếu mà trong cái tình trạng mà theo dự báo khí tượng thủy văn của Lào Cai ấy, thì nhiệt độ ở Lào Cai sẽ tiếp tục xuống trong đấy Ý Tí, thì dự kiến là thứ hai sẽ là âm độ. Chính vì vậy thì nếu mà có một lượng khách lớn du lịch về đến với Ý Tí thì ở đây cái việc mà đảm bảo về cái chỗ ăn chỗ ở cho du khách thì mình có những cái điều kiện như này. Hiện tại bây giờ thì năm nay cũng là một cái năm 2021 thì thật sự là năm nay ba tiết rất là lớn. Nhưng mà chung ở chú homestay Ý Tí thì cũng có nhiều cái homestay. Nhưng mà hiện tại bây giờ mà có du khách giới sôi các kiểu lên thì chắc là bỏ em cũng nhiều chỗ mà nhiều trang các kiểu để đón du khách để đảm bảo cái đủ ấm mà quỷ các kiểu chuẩn bị sáng hết rồi. Mà thứ hai nữa là nếu mà có khách mà có thể tham gia lên trên này bọn em sẽ dẫn đi chơi trực tiếp mà sang chỗ làm ban tiết dài nhất. Để đi chơi cho chủ thủ một cái tình trạng mà nó mua nó thích. Mà đã từ dưới kia lên đây đi sang ba rồi mà không sang để ba nữa nó cũng thấy rất là phí mà. À đồ phí đúng không? Có phí cho nên là mình quyết định là có băng rồi thì mình phải sang để cái chỗ đẹp mà nhiều như ngày hôm nay. Hôm nay vẫn chưa là nhiều đâu. Em nghĩ đợi tới nay mà có ông độ mà một độ nữa là em nghĩ chỗ này còn chấm số hơn. Nhưng mà sau này du khách còn lên đây thì bọn em sẽ giới thiệu lên đây cái địa điểm nó đẹp nhất để chơi nó thoải mái hơn. Bọn em cũng thích thế. Ngoài ở đây ra thì nếu mà như ở đây thì cũng có một số du khách người ta muốn khám phá đỉnh Lào Thần trong những ngày này thì mình có thể có poster hay là có những người hướng dẫn người ta đưa khách lên đấy không, được không? Có, nhưng mà sợ là lệnh quá mà ban nó dày quá thì sợ du khách nó không đủ sức để đi đâu chứ, còn bảo em thoải mái luôn. Thích đi đâu cũng được, ngỏ núi lên Lào Thần nhiều cù sa các kiểu, nhưng mà em nghĩ ban tuyết thế này một số núi mà có nhiều cây thì không nên đi. Đấy, phải đi những cái cây như núi nhưng mà ví dụ như núi Lào Thần này thì đi nó không nguy hiểm, nó chỉ có ban tuyết thôi, không có cây nó đổ cái kiểu và như này nó cứ kêu bồng bộc thế này nguy hiểm quá. Tức là nhiều băng tuyết quá thì sợ cây nguy đổ. Cơ là cây đổ đúng không? Đúng không, cái này đổ. Thì tốt nhất là chỉ nên đi những cái đỉnh núi thấp thôi đúng không? Thì nó thấp mà không có cây cối cái kiểu như là thật thì có thể là đi được, đi ngủ trên đấy thoải mái, trên đấy cũng đủ ấm các kiểu luôn. Ở đây thì tất cả bây giờ các dịch vụ của mình là đảm bảo đủ đúng không? Đảm bảo giữ ấm được người dân cho du khách, thoải mái là đủ ấm và thoải mái đi chơi. Nhưng mà đi chơi xa thì còn tính phí được, còn đi chơi lân quanh đây thì còn chỉ rất đi miễn phí thôi, không tính tiền đâu. Tức là đi quanh quanh ở ngay trên địa bàn xã này là các chủ homestay có thể hướng dẫn đi miễn phí cho du khách hết đúng không? Rồi, nhưng mà đi leo núi cái kiểu thì mới tính phí được, còn đi ví dụ như đi 1-5-6 cây xung quanh ở trung tâm Ý Tí là đi sang ba như ngày hôm nay, nên là chỉ dẫn khách đi miễn phí hết, không tính tiền gì cả. Rồi, rất cảm ơn anh một hướng dẫn viên kỳ cựu ở đây. Tao đi đâu á, lấy cái chậu đi đi. Làm nó đi tìm nữa. Ô, thật là lạ lẫm. Đây là một trong những cây băng đẹp. Cho nên là các bạn sẽ cùng hỏi đi khám phá nhé.
Ok, nào, đi nào, đi cả phán và tiếp tục thế nào nha. Những cái băng này mà có tí ánh nắng mặt trời chiếu vào nữa thì đúng là lung linh luôn. Cả một cây luôn. Cả một cây được. Rất là nhiều, xung quanh đây cả đồi luôn. Có tí ánh nắng mặt trời chiếu vào nữa thì giống như một cái cây. Anh đưa điện thoại của anh lên để lấy cho có cái sóng gọi điện. Có happy nói, chị Hiền. Là phát thanh hiện như kiểu cây mấy cái cây này nắng lên như đang có hiện tượng tan hay sao ấy phải đây. Để các bạn ra chỗ cây thông. Là phát thanh hiền. Ban tuyết trắng sáng rồi không còn chỗ nào không còn băng nữa. Và những cái cây này hầu như là nó tắt gãy rồi. Coi sang cái thông đi. Lạnh quá. Thấy các bạn thấy không? Đây cây thông này. Cây thông rất là đẹp. À, cây thông này này chỉ có băng một nửa bởi vì đấy là mà phía gió. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, rất là đẹp. Đấy, theo hướng gió thì tuyết nó sẽ bám, băng sẽ bám ở hướng gió. Sương mù. Mù mịt. Chỉ đến gần thôi. Ở đấy xa thì cả một màu trắng, cả sương mù nữa. Chị ơi, em dừng cái này nhá, để em quay cái kia nhá, không sợ tí nắng lên nó bùng hết. Năm phút nữa. Anh Sơn anh ơi. Một màu trắng xóa. À, và bây giờ thì Xuân Anh sẽ tiếp tục đưa các bạn đi khám phá những cái cây băng ở trên thôn Dung Chảy này. Xin mời. 5 phút nữa, khoảng 5 phút nữa thì để em thấy nhá. Ừ. Đây. Cái to hơn. Alo à. Cái máy này. Ghế sau nhá. À, rất những cây thủy tinh rất là đẹp. Băng dính vào những chiếc gai tạo thành hình thù rất là đặc sắc. Bởi vì có nhiều mây mù nên mình sẽ đưa các bạn đến đứng ở xa thì chúng ta sẽ không thể nhìn cảm nhận hết được cái vẻ đẹp của nó. Nên mình sẽ đưa các bạn đến sát sẽ đẹp. Đấy, các bạn em. Ngược sáng một tí thì nó sẽ bong lên và nó sẽ đẹp, rất là đẹp. Xin mời các bạn đi khám phá. Rất nhiều. Lạnh lắm,
Nếu các bạn mà có nhu cầu mà đi trải nghiệm khám phá thì hãy chuẩn bị trang phục thật ấm vào nhé, bởi vì thời tiết ở trên này rất là lạnh, rất là khắc nghiệt. Một lời khuyên dành cho các bạn là nếu các bạn muốn đi khám phá ở Ý Tý này thì hãy chọn con đường Trịnh Tường nối với Ý Tý, thì đấy là con đường dễ đi nhất và sẽ gần nhất. Trơn, rất là trơn. Theo như A Hờ, một người dân bản địa sống tại Ý Tý có chia sẻ là nếu đi vào rừng mà gặp mưa tuyết thì hãy tránh xa những cây to, bởi vì mưa tuyết nó bám vào những cành cây to này thì rất là dễ gây đổ gãy. Nên mình ở đây mình cũng chọn những cây nhỏ nhỏ mình. Đấy, các bạn tuyết đấy, các bạn thấy không? Rất nhiều. Du lịch thôi. Đấy, rất là xinh xắn. Tuyết rồi. Bằng. Đấy, ví dụ như là cây to thì băng tuyết nó bám vào rất là nhiều. Khi mà có gió thì nó sẽ rơi từng tảng to xuống thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà đây là những cái tảng băng tuyết rất là nhỏ, nên là mình không sợ bị chấn thương. Rất là nhiều loài cây rực rỡ, sắc màu. Lạnh quá các bạn ạ. Theo dự báo thì ngày mai ngày thứ chủ nhật ngày thứ hai thì nhiệt độ sẽ giảm sâu hơn, thì hiện tượng băng tuyết sẽ xuất hiện, khả năng sẽ xuất hiện nhiều hơn.